Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video hôm nay kênh điện tử Gia Phát cùng mời anh chị đến vườn mít Kim Búp ở Cái Bè Tiền Giang để chúng ta tham khảo thêm một dòng kênh điện tử khác chuyên dùng hơn để cân mít, và đó chính là cân xe nâng điện tử hay gọi là cân xe nâng tay để chuyên cân những cái bộ mít lớn như thế này. Nhiều video clip về cân điện tử cân mic rồi, nhưng mà riêng video này có một điều đặc biệt, đó là bộ mic ở đây rất là lớn. Cái trọng lượng mic ở đây nó khoảng chừng trên dưới 500 kg, cộng với trọng lượng bộ nó khoảng chừng 600 đến 700, thì những cái dòng cân mic khác á, mình kéo cái xe cái bộ mic này lên nó vất vả hơn. Chính vì vậy cho nên là vườn mic Kim Búp đã chọn một cái giải pháp, đó là dùng chính những cái cân xe nâng như thế này để cân những bộ mic này, thì nó sẽ linh động hơn và nó hiệu quả hơn và nhanh hơn. Như chị quan sát ha, cái thao tác cân mic nó cực kỳ đơn giản luôn, và nó nhanh hơn, nó gọn hơn, nó nhẹ hơn rất nhiều cho công nhân của mình. Cho nên là với quy mô như Kim Búp, anh chị có thể đầu tư những cái dòng cân xe nâng thế này, thì quá trình cân hàng nó diễn ra nhanh hơn và hiệu suất lao động nó sẽ tăng nhiều hơn anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Kênh điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều thông điệp về dòng kênh điện tử chuyên đến cân mic, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay về sửa kênh điện tử anh chị nha. Cảm ơn chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.